Vừa nghe ấy anh Đức Thi kìa, là mình chạy ra định ủng hộ bạn mình, vừa kêu bạn ơi cố lên là một cái tụm ở dưới rồi. Ông Thành quá, mà ông Thành đã giúp đỡ anh. Chuẩn bị xong chưa? Không. Đồng chí Khanh từ từ. Tôi cần đồng chí Thành đi đầu. Đối Thành ngày hôm qua thành tích rất tốt, thể lực. Tôi cần đối Thành đi đầu. Đồng chí là Thành, cố lên! Là Thành, là Thành, cố lên! Bắt đầu! Cố lên là Thành ơi! Cố gắng 5m! Bằng đây ra. Lại tay ra Thành ơi! Đồng chí Thành, cố lên! Cố lên! Cố lên! Tốt lắm! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Hít thở! Hít thở! Hít thở! Gồng lên! Đúng rồi! Gồng lên! Đúng rồi! Cố lên! Cố lên! Gồng lên lại! Gồng lên lại! Thấy thường đâu rồi. Giỏi lắm. Đồng chí Thành được 13m. Mười ba mét lần hả? Ủa,
3 mét mà đâu ta chứ bởi chữ nằm à thế là ủa là tôi chưa ra được nửa giây đúng không? Ủa nhưng mà sao tay tôi cũng hoạt động nhiều lắm mà sao nó không nhiều tay tôi chưa được rồi sao không thấy nghe cũng hoạt động nhiều lắm mà không được đây kinh nghiệm của một người là mọi người phải để cái áo của tụi mình nha, nó rất là cản nước nha chứ bơi á không có gì hết vậy nè nó không cản nước chứ nó cản nước em nhiều nước lắm. Ê ông đĩa, ông đĩa là em đó. Ê, dưới này có đĩa nha anh ơi. Vậy cá nhiều lắm tôi giơ tay về là đồng chí ra với tôi nha, xuống làm quen nước chị cho tôi ở bên cạnh thành hồ nhé. Đồng chí rồi mình thay. Vân Thanh về đây. Đi vào đây. Bơi chưa biết bơi như nào đi ra đây. Ra bơi chưa như nào này. Nhắc công chí như sau. Bơi ở 50m đầu tiên công chí cố gắng bơi thành đấy, sau khi buổi trưa ngày hôm nay về chúng ta sẽ có phần quà. Quý rõ chưa? Trong đầu tôi nảy sinh lên tôi phải lấy cái phần thưởng đó. Lúc mà hành bơi mọi người thấy là hành bơi giống như con chó cà hớp à, nó mệt hơn mà nó không đi được nhiều. Bơi bướm là nhanh nhất nhưng mệt nhất. Anh có tin em bơi sải á, do em không ở mặt bơi. Nếu như mà lát nữa đuối quá chuyển qua bơi ốc được không? Chuyển qua bơi ốc được. Không, đúng là cái này liên quan tới ý chí và nghị lực nữa. Thật sự cái lúc mà cái người cầm phao, cái đồng chí cầm phao cứu hộ cho em á đồng chí. Nhưng mà khi đồng chí tiến sát lại gần em cảm thấy là ôi mệt rồi nè, lại đây mệt liền luôn á, chưa kịp ý chí và nghị lực nữa. Lượt thi đấu thứ hai, tổ 3 sẽ thi đấu với tổ 4. Anh ơi, là có dừng lại bám tao lần nào chưa? Anh hứa sẽ không làm cái nặng. Bây giờ mất sức rồi. Anh hứa không làm cái nặng nhưng mà có gì nha, giúp đỡ nha anh em nữa hả? Jun, chút quá anh dỗ một cái là bình thường, anh dỗ hai cái là cho ăn anh đi nha. Anh dỗ em hai cái là chung nha. Em chìm á. Mà anh dỗ hai cái là ta chìm á. Bánh xe nó nổi mà. Thành nghĩ là nó nổi, Thành còn nghĩ trong đầu ơi trời bơi này dễ hơn bơi đơn nè, bơi này dễ hơn, mình mệt mình bám cái lớp như cái phao vậy á, nhưng mà mình bám cái lớp chìm xuống, mình cảm thấy có lỗi đồng đội của mình đẩy cái lớp lên mình chìm xuống. Mà mình cảm thấy mình có lỗi vô cùng luôn, mình bơi mới có một tí mà mình vô bờ mình đứng Jun Thạm cố lên cũng nghe câu anh Thành la lên cố lên xuống đó mà ủa hồi nãy ngay gần lắm mà ta sao giờ xa vậy, cho mình đang bơi ngập lên thấy ổng tút ngoài kia là hiểu rồi đó, có nghĩa là ổng bỏ cuộc từ 25m đầu á, ổng lên bờ 25m đầu mà mình không biết luôn. Hàng chi mình bơi mình cứ quẹo qua quẹo lại tại sao, tại vì cái bánh xe có một người đẩy là người ta không có đủ sức ở đằng sau, vậy cũng mệt đó,
đẩy hai người cùng đẩy thì nó đi về một đường thẳng, giờ cứ đẩy qua không đẩy lại. Đi chắn xa nhất á hả? Các đồng chí sao tôi không nhìn thấy cái không thiếu em đã cố kiềm chế mà không được. Lát nữa cái lỗ tai mình để cái bên chịu sao nói không? Chịu nói không? Nghe tiếng súng rầm vang lên mà sợ chứ. Mặc dù thấy luôn á, mình nhưng mà mình thấy người ta đứng ngắm chứ có biết bây giờ người ta bắn đâu. Ha ha ha!